Xin chào tất cả các anh em quay lại kênh bán hàng Mỹ Nhật mình hôm nay ha. Nay lên một số món đồ hàng bãi Nhật nha. Đầu tiên thì mình làm cái nói chung hôm nay làm cái đầu hay cái đó ha. Đầu tiên thì giới thiệu với anh em một cái con máy đục Toho. Con này lâu lắm rồi ai dặn mà bán đợt đó xong rồi mình để quên trên cái thùng đồ nghề tới bây giờ ha. Cái này là cưa lọng nha. Nay mai gắn cái lưỡi cưa lọng vô thì anh em sẽ cưa được. Nó có nhiều chức năng nè, bật lên nó xài điện 100V ha. Thì cái chức năng đầu tiên là cái cán chim của nó ha. Anh em sẽ gắn cái lưỡi cưa lọng vô đây, anh em gắn vô xong bẻ quéo hai cái đầu lại xong cái dùng để cưa nè, để lọng nè ha. Đó, để cưa cái chỗ này đó là cái chức năng thứ nhất. Thì đây là cái máy đục nha, đây là cái cán chim của nó ha, cán chim theo máy là cái cán để anh em cài cái lưỡi cưa lọng vô. Cái chức năng thứ hai nó là chức năng đục gỗ. Thì đây mình có một bộ mũi đục thì thử bây giờ kiếm cái gì đó thử đi em, thử đại trên cái này. Hồi xưa em hay lấy em đục ngồi đục em xuống nè đó ha. Đây là mũi thì cứ đẩy vô thôi anh em, mũi thì em cứ đẩy vô thì cái mũi mình đục như thế này nè, nên là cái tay mình cứ giữ cái mũi thôi hả. Đó đục tỉa ha. Bây giờ mình thay cái mũi khác vô, thay cái mũi tròn. Đây đúng ra là anh em phải mở banh nó ra nè. Cái mũi đây là cái mũi mình mua ở ngoài, nó không khớp với cái máy á, cho nên là về anh em mài ở đây một chút xíu nè ha, rồi bỏ vô cho nó vừa. Đây mình bỏ ngang thôi đó, rồi cái thứ hai nữa mình cũng đục như vậy nè. Để anh em nhìn nè ha, đục nè. Đó, thay vì mình tỉa bằng tay thì mình đục bằng máy ha. Đó, đây là rất là đẹp nha. Thì cái bộ của nó gồm 4 mũi nha. Bộ này mua hết cũng 50-60 ngàn, nhiều để lâu rồi nè ha ha. Nó có một cái mũi dao xéo nè, một cái mũi thẳng nè, một cái mũi này. À, nó còn một cái mũi tam giác nữa anh em. Nó còn một cái mũi tam giác nữa để em tìm xem. Cái gì em tìm sau ha. Em báo giá cái này. Cái máy này là đầu tiên là em bán giá 550 nha. Cho mọi mãi số 1. Đó là cái máy đục. Cái bộ mũi mình mua không cũng hết 100 ngàn rồi nè. Đây số 1 550 ngàn, chuyển khoản thì bao ship nha. Đó thì nó gồm 5 cái mũi ha. Em sẽ tìm cái mũi lòng máng ấy nữa, nó gồm còn có một cái mũi tam giác nữa. Rồi gõ lại dán theo máy ha. Rồi nó có luôn cả cái cử cưa nữa, đó, cái cử cưa lọng của nó nữa đây. Đó, nguyên một set của nó. Thì anh em nào có cái máy ấy rồi, có cái máy mài khuôn rồi thì giờ thêm cái máy đục này nữa nó đủ bộ ha. Đó, máy số 1 550. Toho thì nó của Nhật nha. Đi Vinh. Mã số 2. Thì mình làm cái mình bán con Eto đi. Eto lâu quá anh em mà hay hỏi. Đây là con Eto Aeron. Con này là 4 in ha. A3 1/2, mà cái dòng này là dòng cao. Cái dòng này là cái dòng khác của con Aeron, cái dòng này dòng cao ha. Đây. Made in Japan N33. Mọi thứ đều zin hết ha. Cái này đe. Đó 3/1/2. 3/1/2 có nghĩa là nó hàm 90 nha. 90 hay 75
hàm 92 à, nhưng mà cái dòng này rất là nặng nha, con này 8 ký mấy á. Cái dòng này là dòng khác của cái dòng kia nha. Eron nó có hai dòng, dòng này với lại dòng kia. Dòng này là dòng cao nha anh em, cao hơn dòng kia ha. Dòng kia hàm 90 thì nó nặng 4 ký mấy nè, anh em nhìn cái hàm rất là đẹp luôn nha, hàm cực kỳ đẹp luôn. Ây da, đó, hàm cực kỳ đẹp luôn đó. Rồi cũng nói trước với anh em nhiều lần này à, khách mới thì ba cái hàng nặng này em không có COD ha. Ha, hôm qua thì có một câu chuyện à, rất là buồn cười. Rồi mã số 2 em báo giá 1.850.000 nha, mã số 2 1850 ha. Đó, chuyển khoản nha, chuyển khoản 1850 mã số 2. Con này là dòng rất là cao ha, dòng này là dòng cao của Aeron nha, không phải là cái dòng kia là dòng phổ thông. Dòng này rất là nặng. Hôm qua cái chuyện rất là buồn cười ha, anh đó thì anh chốt mình cái mã số 3 ra cái con dao Senjuku á, thì anh bảo là sáng anh chuyển khoản, mà sáng mình mới đi lấy hàng á, mình không có tiện nghe anh chuyển khoản hay gì hết, cũng không nghe báo gì mà mình nói trời ơi, tối về cứ 3 giờ chiều thì mình bán lại cho người khách cũ mà hôm trước đặt á, thì hôm nay anh chửi mình không ra gì hết, nhưng mà quá giờ trưa anh không chuyển khoản mà ha. Rồi mã số 3 em bán một cái cây hút thổi ha, cái này là hút bụi cơ khí ha. Cái này là anh em khoan á, anh em khoan hoặc là làm cơ khí ba cái bụi sắt á, anh em sẽ hút nó vô đây ha, hút nó vô bằng cái đường này, hút đường này. Còn nếu như mà xong khi anh em hút thì cái đầu này sẽ là đầu thổi nha anh em, đầu này là đầu thổi, thổi gió nó thổi về đây, còn đầu này đầu hút thì nó sẽ có cái túi, thì cái túi nó rất đơn giản, cái túi gì cũng được, anh em mang cái túi bằng cái vải cô tông á, vải thun á mà nó thoáng á, thì anh em may vô đó để anh em chứa đựng. Thì cái này nó gọi là hút hút đột cơ khí nặng ha, anh em bỏ cái hơi vô đây là nó hút thoải mái ha. Con này thì nó đây SA 5555 Airflow và vacuum ha, nó là vừa thổi nè, vừa thổi và vừa hút nè, thấy không, made in Taiwan nhưng mà Taiwan này là của Nhật ha. Đó, cái con này đó anh em, cái thương hiệu này là thương hiệu của Nhật nha anh em, mà nó sản xuất cũng là cho Nhật luôn ha, nó sản xuất ở cho nội địa Nhật á, năm 1986 đó là series ha. Đó, con này thì còn rất là đẹp, tình trạng đẹp bằng nhôm nguyên khối. Thì con này em có thử rồi, không xì, còn cái lực hút nó mạnh hay nhẹ là tùy theo cái lượng khí của cái bình của anh em nó nhiều hay ít ha. Còn cái lượng khí của cái bình anh em có 1 lít rưỡi, anh em thả hút cái bụt một cái nó hết hơi thì đó là do cái bình ha. Đó, ở nó hút đầu này anh em khoan á, anh em khoan cơ khí đi xuống thì cái bột mà sắt đây lên thì anh em sẽ dùng cái này hút, hoặc là cái này nó sẽ vệ sinh trong mấy cái kẹt gỗ, mấy cái máy tiện hay máy mài đó, cái mài cái bụi đó ra thì anh em sẽ hút cái này. Ở sau là cái túi bằng vải thôi, bằng vải bình thường, nó có hai cọng dây nó cột lại thôi, cái nào cũng vậy ha. Rồi cái mã này bán 450.000 nha, cho cái mã số 3, mã số 3 450.000. Tối nay là chủ nhật là mình lên để thứ hai gửi một số hàng đi cho anh em á, tại vì hôm qua anh em mua xong tính ngày thứ bảy thì qua nó không có gửi hàng được thôi. Mã số 4, số 4 là một cặp cây nảy lốp xe của Nhật, hàng chưa có sử dụng ha. Aura nó là một cái đây cái chai băng, hàng chưa có sử dụng luôn. Aura đó, Aura cặp này nảy lốp xe Honda, cặp này lớn hơn cặp mấy bữa trước anh em, cặp này xịn sò hơn ha, cặp này bán giá 270.000 ha. Cho cái mã này là cặp này chưa sử dụng mà nó đẹp hơn, cặp này thì giá nó cũng mắc hơn nè, cả bãi mua nó còn mắc hơn.
Rồi, cái này là mã số 427 nha. Ora của Nhật ha, rất là đẹp, 270.000 nha. Số 4. Rồi, bán mấy cục đá mài trước đi. Mã số 5 đó là một cục đá mài dao hai mặt của hãng Kai. Con này thì nó treo nè, con này anh em để liếc dao nè. Mặt này là mặt 400 vít. Mặt này là mặt 1000 ha. Nó Kai hay kinh gì đó. Của Nhật ha, nó rất là đẹp. Thì mình bán cái cục này bán cục này giá 200k nha anh em. Để anh em vừa anh em mài dao trong gia đình mà con này thì thường là nó để cho mấy anh em sử dụng đi cắm trại á, đem móc hay cái bếp á. Đó, thì để anh em một bên là mài sổ, một bên là mài tinh. Cái bên mài sổ thì nó có sử dụng ít rồi. Còn bên này thì con nguyên si ha. Đây là mặt 1000 nha. Cục này bán 200.000. Ra mã số 5. Rồi, mã số 5 200k nha. Rồi. Mã số 6 là một cục đá. Cục đá thô. Cục này của hãng Cherry ha. Cục này chưa sử dụng nè, Cherry. Như cục đá này đá 200. Cục đá này là đá xả 200. Ngang của nó là 5. Dài của nó là 15. Cao của nó là 27 ha. Thường mấy cục đá cũng Nhật là cái kích thước nó là đều cao là 27 hết. Cục này mới chưa sử dụng nè. Đó, cục này bán 270.000 nha anh em. Hay. Cho nó là mã số đá mài nước nha, đá đá mài dầu, đá mài dầu nữa. À, cục này là mã số 6. 270.000. Số 6 270 nha. Mã số 7 là một cục nó mịn hơn. À, cục này em chưa có rửa. Cục này thì rít nó tầm ở trên nó có cái ký hiệu gì nè ha. Ký hiệu gì của Nhật nè, đó cái tên cái chữ gì người ta khắc lên á. Nhưng cái cục này thì mình thấy rít nó đây nè, nó có tên nè. Cái này mình chút mình đi thấy nó ra. Rồi, đây là cục này là mã số 7. Cục này với cục kia kích thước nó ngang nhau hơn, nhưng mà cục này rít nó cao hơn nè. Cái này nó có tên gì nè ha. Đó, nói chung nó đang ước mà mình không đọc được, nhưng mà mình chỉ thấy được cái chữ Made in Japan thôi. Rồi, cục này bán cũng 270.000 luôn ha. Đó, cục đó với cục này nó ngang nhau. Thì em có thể mua bộ một cục này xài rồi sang qua cục này ha. Rồi. Vậy đi cho tránh mất thời gian, cần mọi diễn biến thì tiếp tục ở phía sau. Rồi, cục này là mã số nó ướt rồi. Cục này nó là mã số 7. Cũng 270.000 luôn. Mã số 7, 270 luôn. Mã số 7 270.000 ha. Rồi. Tiếp tục mã số 8 đi. Mã số 8 là bán nguyên một bộ nè. Bộ của này nó còn mới nè. Còn nguyên si nè. Còn nguyên si nè, đá cắt của Nhật. Đá cắt của Nhật 246 miếng. 246 miếng ha. Đầu tiên thì bước vô thì nó sẽ là một cái viên đá gold, nó để hình gold.
Rồi tiếp tục là những cái viên còn lại thì nó ấy nè, đó, bộ nó 6 miếng, đang chăm cho mấy mày tay bình thường. Đó, 6 miếng bộ này bán giá 200k nha. 200k chuyển khoản bao ship. Giờ cái này là mã số 9 200k để em 6 miếng nha anh em. 9 200. À, mã số 9 200k. 200k là anh em chuyển khoản là đã bao gồm cái phí vận chuyển luôn. Mã số 10. Mã số 10 là bán một bộ vít sữa, đồng hồ hay là sữa cái gì đó, nó gồm 2 4 6 7 cây. 7 cây thì nó ở cái nó có số dưới đây nè anh em. 2.3 mm nè, rồi 2 chấm này, rồi 1.6 nè, 1.2 nè, 1.0 nè, rồi 0.8 nè ha. Nó rất là 0.8, nó rất là nhỏ luôn. Chỉ có mấy cái vít này thì anh em mới mở được mấy cái đồng hồ ha. Đây 0.8 đó. Đó. Để hơi bị dán tí xíu đó, rồi nghiêng bộ nó ra. 7K. Rồi, bộ này bán 150 nha. Bộ này bán 150. Mã số 10. Mã số 10. 150 nha, mã số 10 150. Rồi biết sửa đồng hồ thì nó mắc quá. Rồi, mã số 11, 12, 13, 14 mình bán nha. Mấy cái cây kéo bếp. Bình dầu. Bình dầu này rất đẹp rồi. Mã số 11 đây, bán 2 cây vít Made in Japan, cây này của Anet, cây này rất là đặc chiêu ha. Nó hình cái súng. Đó. Cái này mình bán không là 150 đâu. Đó ha. Cái mũi của này là mũi đa năng này, nó gọi là mũi tháp á. Nó mở từ ốc nhỏ tới ốc lớn, ốc nào mở dùng được ha, chứ không phải là nó cứ ốc lớn không. Đây là cái mũi dinh của nó luôn. Đó, đó là mũi dinh của nó. Rồi ở theo sau ở phía này thì nó còn có hai cái mũi hai đầu nữa. Cũng là mũi hai đầu, mũi đây là mũi BH6 á. BH gì đó. Lớp 2. Ha, đó, cái hai mũi. Tóm lại là một cây vít đảo chiều của hãng Anet. Đó, là hình cái súng rất là đẹp nha. Đảo chiều cái thứ hai là cái cây vít lùng vết xeo. Nhiều khi mà mấy cái cây này, đây này Made in Japan này ha. Made in Japan này. Cái này là của hãng vết xeo nha. Thì con này nó lưu hành ở Mỹ luôn nè. USA nè, cái số series này button này ha. Đó, thì nó cũng là đảo chiều luôn nha anh em. Đó. Thì trong những cái trường hợp mà đặc biệt á, anh em xài mấy cây này nó rất là hay. Nó lùng. Lùng nhưng mà anh em sẽ đúc cho những cái khe được cái cây này, như cái cây súng nữa, rất là lạ. Rồi, cái mã này em bán 2 cây luôn. 2 cây này là mã số 10 10 11 250 nha. Mã số 11 250. 250.000 cho 2 cây vít. Rất là đẹp luôn ha. Cây vít này mới. Cây này hàng chưa có sử dụng nè. Anet nè. Made in Japan nè. Đó, 250 cho 2 cây ha, mã số 11. Mã số 12. Cái cây kéo làm bếp của Đức. Hôm nay có 3 cây rất là đẹp luôn. Còn độ bén của nó thì còn khá là ok. Để em cứ cái bịch này ra em cắt xem. Khá bén nha anh em. Rất là bén ha. Đó. Thì nói sao mình bán giá cây này rất là đẹp luôn, mới luôn ha. Thông thường cái này rất là mắc tiền ha. Đây. In Germany ra. Ừ. Rồi, cái này mình bán giá 250 thôi. Cho cái mã này là cái mã số 11. Số 12. 250 nha. 250. Một cái kéo của inox rất là đẹp của hãng Chulin. Rất là đẹp luôn. Ở dưới này để khui lon sữa, khui nắp gì đó, đây là kẹp nắp keng.
đây là cùi bia ha. Đó. Rồi còn cây nữa, cây màu cam cũng rất là đẹp luôn, cũng là siêu linh luôn, của Đức luôn. Mấy cái kéo Đức siêu linh này thì ở trong hãng, trong Aeonmon bán rất là mắc ha. Rồi cũng ở cái chức năng y hệt cái kia luôn, nó cũng còn khá là bén anh em, còn khá là bén ha. À, rồi cái này cũng 250 luôn, mã số 14 250. Thường mấy cái kéo này nó nằm trong những cái lô đồ bếp á là rất là nhiều, nhưng mà dạo này đồ bếp ở ngoài bãi nó ít khi nó xả lắm như này, cho nên nó cũng hơi hiếm. Rồi mã số 15 cũng là một cái cây kéo Đức của hãng Chiêu Linh. À, cái này cái mỏ cái kiểu của nó như vậy nha, cái này mà nó cong là nó chỉ có gãy thôi ha. Đây cũng hai hình người, cũng cái kiểu nóc rất là đẹp, cái độ bén của nó thì còn cũng khá là ngon nha. Đó. Chỗ này thì anh em làm bếp là vô tư rồi ha. Mà rồi nó cũng là 250 nha. Cái này là mã số 15 250. Số 15 250 ha, cái này cái màu đỏ. Mã số 15 250. Mã số 16 mình có một cái mỏ lết kim. Đó, mỏ lết kim, cái này cũng nhật nè. Anh em thao tác nó nhanh, bỏ vô kẹp ốc này. Mở ra giờ là nó hạ ra này ha, nó nhanh nè. Nó hạ ra nè, anh em kẹp lại nè ha. Đó, thì dặn vô. Cái này rất là đẹp luôn, cái hàm rất là đẹp luôn nè. Con này rất là đặc. Đó. Anh em ha, anh em xiết vô cái nó cứng ngắc à. Nên nhả ra nè, đó, như vậy nên chiếc con ốc rất là lẹ, chiếc xong nên kẹp lại luôn. Đó, chiếc con ốc đẩy vô con ốc gần vô nên kẹp lại cứ ngắt luôn, đẩy nó không bị tuôn cái đầu con ốc. Đó, cây này thì cái kích thước của nó là 20 cm, cây này rất là độc lạ luôn. Lâu lắm rồi em mới gặp lại cây này à. Lâu lắm à. Chỗ này thì nó ố thôi ha, mà em thích thì em tẩy cho anh em. Tẩy rất là đẹp luôn, tẩy bóng ở chỗ này luôn. Đó, này để cho anh em xem cái độ của nó như thế nào ha. Cái này là 3 chữ A. Đó, của Nhật rất là đẹp ha. Cái này bán giá 350.000 cho cái mã số 16 300 thôi. Anh em 300.000 cái này thôi, cái này đời 50.000 ha. Mã số 17, mã số 18 là hai cái cây bấm cốt. Cây này là bấm cốt của Top đây. Top là một trong những cái hãng mà sản xuất rất là xịn sò của Nhật này, Made in Japan này. Đó, anh em bấm thì anh em sẽ đẩy này lên. Anh em bấm vô anh em đẩy cái lãnh này lên nó sẽ mở, trong này có là sò sẵn luôn, là sò trợ lực luôn. Sẽ mở thì ở trên đây nó sẽ có cái đầu. Cái này thì hôm bữa cái anh gì đó anh dặn mà mình quên, để chút xíu nữa mình tìm. Anh tên Phùng gì, anh ở đâu, ở ngoài Bắc á. 1.5 này, 1.0 này, 4.0.45 ha. Có 3 loại code. Thì cái code nó sẽ bấm cái này nè. Cái này xíu em bung em bán cho anh em luôn. Nó có những cái loại này ha. Những cái loại này là những cái đầu nối của hai cọng dây điện với nhau này. Đó, anh em nói là hai cọng dây điện với nhau, anh em sử dụng cái kim này, anh em bấm ha, bấm bụp bụp là nó bấm rồi cốt lại. Đây là cái 0.5 tới 0.15 này. Đó, 0.5 0.15 thì anh em sẽ xài được cái cây kim này ha. Đây nè, nó từ 0.45 này tới 0.15 là anh em xài được nè. Rồi nó có chức năng hai bên này, nó có hai cái đầu cắt rất là dữ luôn nha.
hai cái đầu cắt rất là dữ, hàng của top thì ghê rồi ha. Rồi cái cây này nó là mã số, khó là nó là mã số 17, cây này bán giá 300.000 nha anh em. Mã số 17 rồi, cái viết đó rồi, để một hồi nữa mình lục cái tên của cái anh đó ra mình báo nha. 17 300k. Và số 18 cũng là một cái cây bấm cốt, cũng y hệt cái chức năng, y hệt vậy ha. Đây nè anh em nhìn cái con tán của nó to nó bự giống như con tán này cũng vậy nè, nó to và nó bự hoành kỳ luôn. Hãy đổi chút 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 nhỏ xíu đó ha. Con này là đây nè, Made in Japan nè, VVV 260 nè ha. Đó, nó thì nó cũng bấm cốt nè, 0.45 nè, 0.2, 0.45, 0.8, 1.5. Thì hai cái này nó bằng nhau. Đó, nó cũng có cái chức năng giống nhau. Cái này thì muốn lấy xuống thì em kéo cái này xuống, đẩy mở cái này ra ha. Cái này còn rất là mới luôn nha. Đây là cái đầu cắt của nó nè. Đó, này có thể là cắt mấy cái dây rất là ngon luôn. Đó, cái này cũng 300 luôn ha. Cho cái mã số, cái này mã số 18 300k nha. 18 300. Mã số 19 mình bán nguyên một cái bộ chìa khóa kỹ thuật của hãng Engineer. Nhiều khi mấy cái này mới là hàng dữ cộm nè. Engineer. Đó, Engineer thì của Nhật ha, Engineer. Đó, mấy cái bộ này là bộ dùng để cho anh em mở mấy cái đồ nhỏ nằm trong góc kẹt, anh em canh chỉnh gì đó thì em không biết. Nhưng mà nguyên bộ này của Engineer nè. Engineer nè ha. Cái nhỏ nhất của nó là con này là nó mở được con ốc 4 ly. 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly ha. Rồi 5 ly rưỡi. 6 ly. 6 ly rưỡi. 7 ly và 8 ly ha. Bộ này nó gồm 2 4 6 8 cây ha. 8 cây. 8 cây bộ này. Bộ này bán giá 200k nha. Bộ này là mã số 19 200k nha. 19 200. 19 200k nha anh em. Rồi mã số 19 200k ha. Mã số 20 là một cái cây cắt cáp, cắt dây thắng rồi là nè, em thường hay bán nè. Hôm nay nó về một cây rất là đẹp luôn nè. Đó, đây cắt dây cáp, cắt dây kẽm MNBC 200. Nhìn cái miệng đó ha, mấy cái này đồ này em chưa vệ sinh đâu. Cái này cái đúc rất đặc, rất là đẹp. Cái này size lớn, mấy cái này thì anh em cắt thì bao anh em luôn ha. Cắt lò xo, cái này cắt lò xo cũng rất là đã, cụp. Thì những cái đồ chuyên dụng và anh em mới sử dụng cắt lò xo rồi nó mới ok nha. Còn em cắt bằng ba cái cây kìm kia thì nhiều khi nó không ok lắm, mà nó mẻ kìm. Em từng bị rồi, mấy cái kìm Fujiya của em cắt chỉ cần cắt cái dây thép thôi là đã đi, cây kìm luôn dục luôn. Con này là mã số 16, 17, 18, 19, 300 ha. Con này 300k. Cái này còn rất là mới nha anh em, bỏ rồi còn rất là mới luôn ha. Đó, có khóa luôn. Đó. Ở trong này nó có lò xo nha, nó có lò xo chịu lực ở trong á. Điều anh em phải nhả con ốc này ra một tí xíu, nhả ốc ra một tí xíu, xong rồi vô R17 vô là nó bung rồi. Rồi mà 19 300k. Và số 20, đây là một cái cây kìm Clemtool của Mỹ nha. Đây cái kìm Clemtool á, hãng Clemtool. Thì Clemtool bán rất là mắc. Cái này mình quên xịt nước. Đây nha, cái kìm điện của Clemtool. Clemtool là của Mỹ. Đó, cái cán của nó thì cán cao su còn nguyên vẹn ha. Đây đầu cắt dây điện của nó còn nguyên, ở trên đây là nó hột mè nha, nó hột mè.
cái này size lớn nè, cái này cả tầm nửa ký, cái này tầm nửa ký, đây 22 cm, lem tuôn thì anh em cứ qua mấy cái shop khác nó bán thì biết rồi, cái này em bán giá 450 nha, cái mã số 20 450k nha, số 20 450 nha, cái kìm lem tuôn, cái kìm làm điện của Mỹ, mã số 21. Một bộ lục giác KTC chưa có sử dụng, bộ KTC, bộ này thì bỏ trong xe hay là treo, nó có cái móc treo để là đi làm này, 2.5 nha, nhỏ nhất là 2.5 nè, 3, 4, 5, 6, 8, 10, à, đó của hãng KTC, bộ này chưa có sử dụng nha, nó gồm 2, 4, 6, 7 cây ha, ok, 7 cây này bán giá 250.000 nha, 250.000 cho cái bộ lục giác KTC Nhật. Đây là mã số 21. 200 thôi. Đó, anh em giá 200k thôi ha. 200k đi. Nó nhẹ nhàng. Rồi. Mã số 22. Mình lại có một cái cây mở ống nước lọc dầu hay là bất cứ một cái thứ gì, cây này nó sẽ mở được từ cái size 19 cho tới size 90 nha anh em. Nó mở được tới 90 cm nha. Giống như bữa đây. Cái này Sweetmart là của Strong Boy, Sweetmart là của Thị Sĩ. Cây này giá 200k. Mã số 22. 22 200. Cái này nó còn mới hơn cái cây màu vàng hôm bữa ha. Rồi 22. Mã số 23. Đây có mấy cái cây kìm. Rồi cái cây kìm Fujiya, cái kìm mở nhọn Fujiya của Nhật, còn nguyên xi này nha. Đó, kìm Fujiya thì nó cũng mắc lắm đây này. Đây, kìm mở nhọn của Fujiya V2. Răng cỏ là tất nhiên hàng chưa sử dụng thì răng nó rất là đẹp rồi. Đó, cây Fujiya 150, thông số kích thước thì nó nằm ở trên bao bì. Thì em ít khi bán kìm đó, mà em bán kìm thì em phải lựa những cái cây mà nó còn nguyên xi gì đó. 300 nè, 150ml nè ha. Rồi, Fujiya 350, cây này bán giá 150 nha. 150 cho cái mã số 23. 23, 150. Mã số 24 là cái cây kìm uống ha. Một cái cây kìm uống gì nè. Đó, nó không phải tên nhưng mà rất là đẹp nha. Đây là anh em nhìn nó uống, nó cuốn á. Nó cuốn, nó uống cái dây để cho những cái dây thép nó uống cong lên, nó giống như là thợ làm kim hoàn á, nên em bỏ lên em uống, em bấm một hồi là nó vòng tròn lên này ha, nó cong này. Đó là một cây. Cây kìm thứ hai là cây mỏ nhọn của hãng Banco. Banco thì nó là của Thụy Điển ha, đây Swiss Sandwich Banco ha. Banco thì nó là của Thụy Điển. Cái kìm này rất là đẹp nha. Kìm này rất là đẹp luôn. Đó, mã số 24 em bán hai cây này giá 250.000 nha anh em. Cái kìm mỏ nhọn của Thụy Điển nè. Hai cây này 250.000 cho cái mã số 24. Rồi ha, mã số 24 hai cây 250k. Nó bị mất miếng. 250k nha. Rồi. Mã số 25. Có một cái con đập giấy của hàng Tenley. Tenley nó là của Mỹ nha.
Đây, dao gọc của nó đây, rất là đẹp nha. 777 thì mở mở cái dao ra bằng mở bằng cách này. Dao này thì hiện tại nó bán trên thị trường rất là nhiều nha. Đây. Tên lay. Hộ này nó còn một lưỡi. Đó, nó giấu lưỡi vô đây. Em còn 3 lưỡi, chút em bỏ vô luôn cho được 4 lưỡi tên lay nè. Cái thằng nó bằng nhôm nha anh em. Nó bằng nhôm rất là đẹp ha. Đó, đẩy lên nè, nó có nhiều móc lắm. Cái lúc anh em thay lưỡi thì cũng thế thôi, thay lưỡi thì cũng mở này ra, mở này ra, đẩy này ra đó, rồi thay cái lưỡi thôi, rất đơn giản. Rồi xài lục cái đầu đây, nó lục rồi anh em chở đầu lại đó, chở đầu lại thì cũng vậy thôi, rồi đưa nó vô cái ngắn đây nè, rồi đóng lại rất là xong, rất là đơn giản ha. Con này bán giá 250.000 nha. Cho mã nó là mã số 25. 250. Chưa biết đâu rồi. 25. 250. Hôm nay không kịp thời gian để làm mấy cái bình dầu rồi. 25 250. Bình dầu. Cho mày số 26 đi, 26 rất là đẹp luôn ha. Bình này còn rất là mới tình trạng, nó mới toàn luôn. Điều cái ống nó cắn như vậy tí xíu nhưng mà nó còn bấm rất là mạnh ha. Đó, piston oi. Có ba bình này nó bự, hình như nó bự hơn bình bình thường, nó bắn rất là xa nha anh em. 2-3 mét là nó bắn bình thường. Bắn rất là mạnh luôn nè. 2-3 mét là nó đi bình thường ha. Đó. Đít tầm ngon. Rồi, đây chờ luôn mã số cho nó là 20. Nó cho nó 26 đi, 350. 26 350. Bình rất là đẹp luôn nha. Phải nói là bình rất là đẹp luôn, mở cho anh em xem bên trong luôn nè. Bình này hầu như nó ít rất ít sử dụng, bên trong nó còn sáng cóng luôn nè. Em đổ nước ra bên này đi cho anh em xem cái ruột của nó ở bên trong này. Nè, cái ruột bên trong nó sáng có luôn cái bình đó. Anh em nhìn ở bên trong này, nó sáng có luôn, rất là đẹp luôn. Rồi em bán luôn ha. À, số 26 350. Đây trong bình rất là đẹp luôn, ít khi nào có bình đẹp vậy luôn. Hai mươi sáu 350. Mã số 27 đây, cái bình hồi nãy view bình rồi ha, bình cũng rất là đẹp luôn nha. 27 là bình rất là đẹp sáng con luôn, bít tâm cắn tí xíu ha, bít tâm ngon đây, bắn rất là mạnh luôn, bắn xa mấy mét luôn anh em, 2-3 mét là chuyện bình thường ha. Đây anh em nhìn cái tay của nó này ha, cái tay của nó còn bóng còn bông luôn nè. Đó, nhìn hai cái tay của nó nè, có ở trong vòng bóng bông luôn. Nghĩa là bình này rất là mới luôn nha. Hai con rất là mới luôn. Rất là mới luôn. 350 tiếp ha. Mã số 26, mã số 27, 350 luôn. 27, 350 luôn. Mã số 28 cũng là một cái bình nó rất là đẹp luôn. Tiếc cái là hôm qua em chở về cái em đi trên đường nó rớt đâu cái mẹ nó cái vòi luôn, tìm hoài tìm không ra. Còn rất là mới luôn ha, nhưng bắn cũng ngon nha. Anh em đem về thì chế cái vòi gì vô nếu như anh em thích mua. Và bán 270.000 luôn. Mã số 28 luôn. 270.000. Anh em thích thì mua về là làm cái vòi ha. Số 28 270 nha. 270.000 nha anh em. Đó, còn anh em nào thích thì mua ha. Còn không thích vô xem chơi. Đừng có phát ngôn tầm bạn tội nghiệp. À mã số 7 rồi, chơi luôn, mã số 28, mã số 29 em bán luôn. Ba cái bánh bài cước
gắn vô cục đá mài. Thằng này là của hãng Simplex. Con này nó quay được tới tốc độ là 12.000 vòng. 12.000 vòng, đó, 12.000 vòng ha. Nó đẹp ha, Simplex gắn vô máy mài một cục nè. Con này thì nó là được 12.300 vòng. Con này xài cũng rất là khủng. Mát rồi, hai cục. Ba cục. Cục này là cục cũng là SK11 xay mát. Con này thì nó cũng là cái tốc độ của nó không có để, nhưng mà cũng được mười mấy ngàn vòng luôn. Gắn vô máy mài tay bình thường ba cục. Cục này cục số 4. Cũng xay mát luôn. Cục này thì gắn vô máy khoan ha, máy khoan. Rồi bốn cục. Rồi bốn cục này giá 450 nha anh em. Cho nó là mã số. Em lỡ rồi, em làm cho nó tới 30 đi, mã số 29. 450. Mã số 29 450.000 nha. Mã số 29 450.000 cho bốn cái bắn cước này. Đó, em sẽ đóng hộp em gửi cho bên em. Tạm thời thì nó vô hộp đây. Nó cũng được nha. Rồi, mã số 29 450 nha. Mã số 30. Còn nguyên cái bọc luôn ha, nhìn cái bọc không là đủ đủ giá trị rồi. Cái bọc rất là đẹp. Một cái cây thước kẹp của Digital con này em chịu vệ sinh của Mitio nè. Bên chà băng nè. Cái này là mod nè. Còn cái nắp này thì hình như là để kết nối với lại máy tính hay sao á. Nó thông thường là vậy. Đúng rồi ha. Này nó để nó kết nối là một cái thiết bị ngoại vi để nó kết nối với cái máy tính á. Khi mà anh em làm ở trong dây chuyền công nghiệp á, cái này rất là dữ ha. Cái mỏ nó là mỏ hợp kim nè. Hai cái hợp kim nè. Cây này còn trong tình trạng khá đẹp. Em chưa có vệ sinh đâu. Còn khá là chính xác ha. Đây. Cái lớp này lớp bị bóng thôi chứ không ăn thua đâu. Cái số của nó là 573134 ha, model NPD1315. Số series Mitio Made in Japan. Đó, con này còn rất là đẹp luôn, lên chính xác luôn ha. Con này còn rất là đẹp luôn nha anh em. Còn rất là đẹp luôn. Chính xác luôn ha, nó không có bị báo sai số nha. Đó, thì mình em quay để nó không bị báo sai số. Còn đây là nút mo. Nút mo của nó là để anh em khóa lại. Nè, nó lên mo là hot nè, hot nè. Nút hon á là anh em khóa, anh em khóa thì anh em kéo ô từ thì nó khóa làm sao anh em. Ví dụ anh em đo cái này chính xác rồi ha, 18.45 thì anh em sợ chạy đi chạy lại nó bị sai số thì anh em bấm hon lại đó, rồi hon lại rồi vô tư, anh em kéo vô tư. Chút nữa anh em sử dụng cái kia thì anh em cứ đẩy xuống, anh em đo thì cứ nhớ cái số, nó gọi là nhớ là 18.45, khỏi sai số là trả về thì anh em nhả ho ra, anh em bấm vô zero nó quay về. Cây này còn khá là chính xác, còn chính xác khá cao luôn nha. Mũi là lưỡi, nó là lưỡi hợp kim luôn em, lưỡi nó bằng hai miếng hợp kim lại luôn nè. Mà trên đây nó mài rất là mỏng ha, nó mài mỏng lét luôn, nó mỏng lét luôn để nó đưa vô những cái khe nhỏ, những cái thiết bị nhỏ nó đo. Còn ở trên đây thì to dày thì để nó đo đồ dày ha. Cái này rất là đẹp luôn nha. Nó là mã số mấy ta? 9 tròn cho nó là mã số 30. 30 cây thước này bán giá 900k nha anh em. Đây. Này bán nào,
bỏ vô. Ở bên đây thì nó bỏ thêm một cái cây thước nhỏ hay là một cái gì đó ha. Đó. Nó có cây thước lá nhỏ em để đâu rồi. Em nhét giùm cho nó nèm luôn. Rồi. Mã số 30 em bán cái 900k nha. Rất là đẹp luôn nha anh em. Số 30 900. Cái cây này nếu mà anh em mua mới thì em nghĩ nó khá là đắt đỏ ha, nó vài triệu trở lên. Rồi, clip hôm nay xin kết thúc. 45 phút trôi qua rồi. Chào các anh em, cảm ơn các anh em trong thời gian qua luôn ủng hộ cái kênh bán hàng vải Nhật của em ha.